Đây căn nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng các bạn ạ. Đây, căn nhà này hiện nay sẽ là từ đường rồi các bạn ạ. Còn bác Nguyễn Phú Trọng, gia đình bác Trọng thì bây giờ đang ở khu nhà công vụ ở bên Hồ Thuyền Quang các bạn. Đây, xây bằng gạch. Đây các bạn, ở bên hai bên là có hai cái khóm trúc, khóm tre các bạn ạ. Em xin kính chào quý vị các bạn, rất vui gặp lại quý vị các bạn trên kênh của Đường Phố Hà Nội hôm nay. Hôm nay em đang có mặt ở làng Lại Đà, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhé quý vị các bạn nhé. Thì đây là cổng làng, em đứng ở cổng làng luôn này. Còn ở phía bên tay trái kia, ở đằng kia thì có lối vào, bây giờ lối đằng kia lối quốc lộ 5 nha các bạn. Lối quốc lộ 5 kia là nếu mà rẽ phải chúng ta sẽ đi lên nội thành Hà Nội qua cầu Đông Trù. Còn ở phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ đi ra cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài nha quý vị các bạn. Đây, ở cổng làng thì chúng ta thấy có một cái cây ở đây các bạn nhé. Đây các bạn, cây lộc vừng. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trồng năm 2011 các bạn ạ. Cây lộc vừng này các bạn. Đấy, đây rất là đẹp luôn các bạn. Ở bên ngoài cổng làng thì có một cái bãi đậu xe này các bạn này. Đấy, còn xung quanh bên kia là vẫn là ruộng đồng. Đây, đây họ đang trồng cây nha các bạn. Kia thì các căn nhà khá là đẹp. Còn ở phía ngay đầu ngoài cổng làng này, ở đây thì người ta gọi là cái nghè các bạn ạ. Trong lại có những cái cây rất là to, cái ngồi này. Đây được làm bằng đá các bạn, đá xi măng gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào cổng làng nha các bạn nhé. Đây cổng làng Lại Đà đây các bạn này, xây bằng gạch. Trên còn là cờ các bạn kìa. Đây, đây có ghi chữ cổng làng Lại Đà này các bạn này. Khởi công năm 2010. Và những người công đức các bạn ạ. Đây nhà số 1 đây. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái dãy tre trúc các bạn ạ. Đây, ở đây ghi 2010 xây dựng này các bạn này. Đây các bạn, một cây trúc. Đây là Lại Đà Đông Hội Đông Anh các bạn. Đường Đông Hội.
Đây là căn nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng các bạn ạ. Đây, căn nhà này hiện nay sẽ là từ đường rồi các bạn ạ. Còn bác Nguyễn Phú Trọng, gia đình bác Trọng thì bây giờ đang ở khu nhà công vụ ở bên Hồ Thiền Quang các bạn. Đây, xây bằng gạch. Đây các bạn, ở bên hai bên là có hai cái khóm trúc, khóm tre các bạn ạ, số 9 đường Đông Hội nha các bạn. Bây giờ em sẽ mời các bạn cùng em đi tham quan làng xóm quê hương bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng các bạn nhé. Xóm 1. Bây giờ ban ngày hàng xóm rất là vắng vẻ các bạn ạ. Mọi người đi làm hết rồi. Đây khóa cửa này. Đây, đây có một cái cổng khá là đẹp các bạn ạ. Đấy, cổng xóm 2. Làng xóm rất là sạch sẽ luôn, không thấy rác. Đây những cái lá cây thì vừa rơi rồi các bạn. Đường này rộng các bạn, có thể hai ô tô tránh nhau được luôn đấy. Mỗi một đường vào sẽ là xóm 1, 2, 3, 4 này các bạn. Rất là mát mẻ. Em đi giờ này là khoảng 9 rưỡi sáng, một ngày bình thường thứ sáu các bạn. Để mọi người đi làm hết rồi. Làng phố cũng vắng vẻ.
một làng quê yên ắng, yên tĩnh. Nhà cửa có nhà cao nhà thấp quá. Có nhà chỉ 2 tầng, 1 tầng, trung bình là 3 tầng các bạn ạ. Đây thì có một cửa hàng tiện lợi Vinmart các bạn ạ. Đây là một con chợ nhỏ các bạn. Đây một cái cây. Đây là cây đa, cây xì các bạn. Đây có dự án đầu tư xây dựng này. Văn Chí đến tháng 1 25 mới khởi công các bạn. Đây ạ, chuối có một đoạn cuối có một cái ngôi đình ngôi chùa nha các bạn. Không biết hôm nay em đi vào ngày thường thì ngôi chùa, ngôi đình thì có mở cửa không? Thường những ngôi đình chùa, những làng quê mà yên bình như này họ chỉ mở vào rằm mùng 1 cũng như những cái ngày lễ quan trọng thôi. Còn nếu không chúng ta sẽ nhìn ở bên ngoài nha các bạn. Có hơi hơi hé cửa các bạn ạ. Chúng ta thử đi vào xem nhé. Xem sơ qua một lúc thôi. Đây. Ngôi chùa rất yên tĩnh các bạn ơi. Không có người mấy. Hôm nay ngày thường mà. Nên chắc em chỉ quay qua bên ngoài xong em ra luôn nhé quý vị các bạn nha. Đây với cây này. Cây rất đẹp. Bác. Bác. Cây lan các bạn. Thêm một cái cây chanh rất là to luôn các bạn ạ.